trên khắp quê tôi, đoàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi, đàn em thơ khoe áo mới, chạy tung tăng vui pháo hoa. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người già trung gia bóng vô nam, dù đi đâu ai cũng nhớ người chung vui bên gia đình. Trong tim mọi người mừng ngày Tết phố xá đông vui, người đi thăm đi viếng đi chơi. Dân Phú Yên xin thông báo chương trình gặp mặt đầu xuân Tết Nguyên Đán năm 2016, thời gian vào lúc 8 giờ ngày 10 tháng 2 năm 2016, tức mùng 3 Tết Nguyên Đán, địa điểm tại công viên Diên Hồng, số 1 Trần Hưng Đạo, thành phố Tuy Hòa. Mong các bạn thành viên đăng ký tham gia chương trình để chương trình được đông vui hơn. Thông tin chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại 0167 7799630 hoặc 0906 602 844. Năm mới, chúc toàn thể các bạn một năm thật an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Tết trên khắp quê tôi, ngàn hoa thơm quê sắc xinh tươi, đàn em thơ quê áo mới, chạy tung tăng vui pháo hoa. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người già trung gia bóng vô nam, dù đi đâu ai cũng nhớ người chung vui bên gia đình. Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi. Trong